RubyTV.com Super Artify giá rẻ tự động y tính. 2000 Artify giá rẻ cực kỳ xịn sò. Những event vòng quay cực kỳ hấp dẫn. À mà đáng é mà muốn có bồ thì vào vòng quay của em mà quay nhanh để có bồ. Mà bồ như thế nào thì em không biết. Chỉ có tại shop RubyTV.com. À mà các bạn có thể quay chúng được chủ shop đó chính là tôi đây. Còn chờ gì hãy đến với shop RubyTV.com. Đây là video của mình đã quay từ cái lúc mà mình vừa bị tai nạn được 2-3 ngày á, mà mình vẫn chưa khỏi, mình đã quay rất là lâu rồi. Video này thì mình cũng đã suy nghĩ là không biết có nên đăng hay không. Suy nghĩ qua lại thì mình quyết định là mình sẽ edit lại và đăng lên cho mấy bạn xem và nói cho các bạn về vấn đề con củ cải của mình. Ở video trước hôm qua thì các bạn cũng đã thấy là mình vẫn còn ẵm củ cải, nhưng mà thật ra thì đó là ngày cuối cùng mình ẵm củ cải. Thì dành cho những bạn mà chưa biết tại sao nhà mình lại quyết định mua cho mình một cái cuốn mới thì cũng là như bình thường thôi. Tại con củ cải nó đã khiến mình kiểu chăm cho nó mất 2 ngày đi. Với nhà mình kiểu phong hỷ quá các bạn, nên là xem nó là một cái vật xui. Nên là nhà mình đã quyết định là cho con củ cải xuống dưới nhà của mợ mình để kiểu mà chăm trong vườn các bạn, để trong vườn với trong ốc với trong gà các bạn đó. Và ngoại mình cũng đã quyết định là cho mình 5 triệu để mua một bé cún mới đó. Thì đó cũng xem như là quà sinh nhật sắp tới là ngày 16 tháng 7 của ngoại mình tặng mình, như là quà sớm á các bạn. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Mình lại là Rô đây và vẫn là mình và mãi là mình. Thì hôm nay cái mặt mình vẫn còn đây này, nó hơi xấu xí và mình vẫn chưa khỏi bệnh các bạn à. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái hành trình, mình sẽ đi mua một em cún mới theo lời đề nghị của gia đình mình các bạn à. Đó, thì cái video này mình cũng quay lâu lắm rồi mà hôm nay mình mới kiểu lòng tiếng lại. Đây là cái lúc mặt mình vẫn còn bầm đó các bạn thấy không. Nhìn ta nói nó trời thấy ghê luôn á các bạn à. Thì tại sao hôm nay mình lại quay clip này, tại vì ngoại mình đã gửi cho mình một điều kiện, nếu mà mình cho củ cải thì ngoại mình sẽ tặng cho mình một con cún mới đó. Thì bây giờ mình bắt đầu cuộc hành trình đi mua cún các bạn à. Trước tiên đi mà khi mình mua chó cún mới á, thì mình với gia đình mình quyết định là sẽ đi vào siêu thị với mọi người để mua đồ tí. Tại vì kiểu mà đi mua chó thì nó cũng nhanh quá, nên mình rủ đây là mình vào siêu thị rồi mua đồ tí với bạn chứ thôi gì đâu. Đây là mẹ mình đang chuẩn bị mua quá trời hành sô-cô-la. Tại vì con nhỏ em của mình cực kỳ thích ăn sô-cô-la luôn các bạn ơi. Còn mình thì éo. Đó, tại vì mình là dân ghim mà mình đâu có ăn mấy cái sô-cô-la này được đâu. Trời ơi, nó béo lắm. Đó, đi lãng vãng trong siêu thị chả biết làm gì, mình cũng không có biết mua cái gì luôn các bạn. Kiểu đang chán quá. Đó, hôm nay là mình đi cùng mẹ mình, cậu mình, mợ mình và hai đứa em của mình. Trời ơi, ta nói nó quậy gì đâu mà nó quậy luôn á. Hi, còn đây là đứa em mới có mấy tháng tuổi của mình của. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Cậu mợ mình đó, con của cậu mợ mình đó các bạn, trông dễ thương chưa kìa đó. 2000 years later. Sau một hồi đi siêu thị mua đồ một tí xong thì mình chả mua được gì mà mẹ mình mua quá trời luôn. Đó, bây giờ tụi mình quyết định là chuẩn bị đi qua chỗ mua chó các bạn à. À, mình cũng hồi hộp cực kỳ nhưng mà cũng hơi thấy buồn buồn và nhớ củ cải một tí quá các bạn ơi. Đi tìm nãy giờ cuối cùng thì gia đình tôi cũng thấy cái chỗ bán thú cưng các bạn đó. Bây giờ mình sẽ tấp vào và mình sẽ nhước em cún của mình nha. Yeah, bây giờ mình sẽ quyết định là xuống xe và đi vào mua chó thôi các bạn. Thật ra là con chó đó bà ngoại mình kêu mua, ngoại cũng thích chó đó lắm các bạn ơi, dễ chịu luôn á. Ngoại mình là một người có kỳ có gu thích chó siêu nhỏ, mà càng nhỏ lại càng thích cho các bạn, chứ mà chó càng to là ngoại mình càng sợ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ mua chó thì cái này mình ngại quá, mình cứ lia lia cam vậy thôi đó. Tại vì ai trong chỗ shop bán mấy cái bé cuốn này ai cũng nhìn mình đó các bạn ơi, sợ cực kỳ luôn đó. Thì các bạn có thấy cái chỗ này quen quen không, lần trước mà mình đi qua bển mình đua đồ cho con của cải đó. Đây là cái con cún nè mà bà ngoại mình rất là thích mấy con cún, mà nó chiêu chiêu là mấy con này nó có tên là Poodle á các bạn. Ngoại mình cực thích mấy con cún Poodle luôn, nên đã quyết định là chi số tiền lớn là 5 triệu cho mình để tặng cho mình, coi như là quà sinh nhật tặng cho mình một bé cún mới các bạn. Thực ra là để mua về bà ngoại mình chăm á, chứ mình sắp thành con ghẻ rồi đó. Hề luôn, ở đây có mấy bé mèo cực kỳ cute luôn. Các bạn có thấy bé mèo vàng này không? Trời ơi, 30 triệu đó các bé ông nội ơi, tiền đó. Cả bé mèo trắng này nữa. Ui, đúng là tiền không à. Lúc đầu là ngoại mình kêu mình mua một bé phốc sóc, thì mình đang tìm một con phốc sóc nhỏ, nhưng mà người ta chỉ còn phốc sóc lớn thôi các bạn ơi. Nên đó là đó, các bạn thấy không? Bây giờ muốn có một con phốc sóc mà có ngay tại chỗ luôn á thì mình phải order các bạn, hơi lâu ấy. Chết cha bây giờ. Vì là khi mà đặt nó quá lâu á các bạn, nên mình quyết định là phải mua con Poodle này luôn. Mà con đây là cái con Poodle này nó chỉ nhỏ hoài vậy luôn các bạn, chứ không bao giờ lớn luôn các bạn ạ. Đó, thật là may mắn khi mà mình đem 5 triệu và cái con bundle này cũng có giá đúng 5 triệu, gặp mình nó hớn hơn thì tiền đâu mình trả mình cũng biết nữa. Đây là mấy chủ shop đã lôi cái bà đó ra, các bạn có thấy cái bà đó không? Cái bà đó là cha của mấy cái con bundle mà trong chuồng đó các bạn. Trời ơi, mình cái con bundle đó đã mấy gần cả một năm rồi, nó chỉ lớn lên được có nhiêu đây chút ép rồi các bạn. Nên là nhà mình cực kỳ thích mấy con chó nhỏ xíu xíu như này luôn á.
cô chủ shop đã lấy cho mình xem hai con bundle. Một là con bundle tiny là có mấy cái nhiệm nhiệm này nè, và cái con bundle thứ hai là cái con bundle trắng là bundle ti cúp hồi nãy các bạn. Mấy cái con bundle nó chỉ nhỏ nhỏ như vầy thôi các bạn ơi. Chó bundle thì nó có rất là nhiều loại các bạn. Thì mình đã quyết định là mình sẽ, tại vì ngoài mình thích mấy con mà tí hon ấy, nên mình đã quyết định là mua mấy con bundle tiny nè. Đó, con này đã mấy năm rồi mà nó vẫn chỉ nhỏ chút ác này thôi. Trời ơi, nên ngoại mình cực kỳ khoái luôn nha. Lựa qua lựa lại một hồi thì mình đã quyết định chọn cái em bundle này. Đó, em này chỉ mới chưa đầy được 2 tháng các bạn, nó ối cực kỳ cute luôn. Đó, mới có 2 tháng mà nó đã có chút ác rồi các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, nè, cái con bundle nó chỉ nhỏ được nhiêu đây thôi đó. Hề, mình mua nó về mình sợ mấy con chó lớn nhà mình ăn hiếp nó ghê. Đó, cô chủ đã lấy cho mình xem. Mình đã quyết định chọn cái em này nha các bạn. Cực kỳ cute luôn đó, trời ơi. Đó, cute quá trời này các bạn thấy không. Mua em cuốn thì chúng ta phải mua vài cái gì đó mà mua đồ cho em cuốn. Chẳng hạn đây mình đã mua được cái niệm là đủ thứ. Tổng tiền là 5 triệu năm hết đó các bạn thấy chưa. Ta nói nó mệt gì đâu luôn á. Yeah, bây giờ mình chuẩn bị đem bé cuốn này về khoe với bà ngoại thôi. Bà ngoại mình thấy cái bà ngoại mình yêu mình cả đời luôn á các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị xách em bún đồ đi về nhà ho. Bây giờ lên xe và để em bún đồ trên xe rồi các bạn ơi. Ta nói đó, kiểu gì về bà ngoại mình không thích thì mình làm con các bạn luôn. Yeah, bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu đi về nhà thôi các bạn ơi. Ngồi một tí chán quá, mình đã quyết định là mình sẽ đi mua bánh chầu riêng mình ăn. Rồi các bạn thấy không, con chó, cái con bundle này nè, mình sẽ đặt tên cho nó là cà phê. Tại vì cái màu nó đang hùi lùi các bạn. Đó, nó ngồi nó cứ nhìn cái bánh mãi luôn các bạn. Trời ơi, nhìn con bé cà phê của mình lại cảm thấy nó lại nhớ củ cải. Mình ước gì mình có thể nuôi được một lúc hai con. Đi một hồi đói bụng quá nên cậu cháu của mình đã quyết định là tấp vào một quán bún mắm và xơi một phần bún mắm ba người. Trời ơi, nó quá là nhiều nữa các bạn thấy không, 200k thôi đó. Sau một hồi ăn xong thì bây giờ chuẩn bị đi về nhà thôi nào. Đó, các ông thấy cái mặt của tôi chưa, tôi sợ để lại sẹo cực kỳ luôn. Nhưng mà cái này cũng đã lâu lắm rồi, cái này lúc này vẫn còn mài ấy các bạn. Đây là video mà các dành cho các bạn, mà các bạn không tin bà ngoại mình mê mấy con chó nhỏ cực kỳ đấy các bạn thấy không. Đó, bà ngoại mình cực kỳ mê con chó nhỏ. Con chó này các bạn thấy không, có chút ép luôn. Con chó già nhà mình nó bự tà bá lửa luôn con. Nhưng mà con này nó khôn đó các bạn, nên bà ngoại cũng rất là yêu nó. Nhưng mà không sao, bà ngoại mình đã kiểu cho mình tiền xong nhờ kiểu nhờ mình đi mua giùm đó. Kiểu bà ngoại mình cũng tính đi mua mà bà ngoại mình lười. Đó là cái con chó cuốn nhỏ cực kỳ của tê nè, ngoại mình cực kỳ cưng nó luôn các bạn ơi. Cưng hơn mình là chết cha, mình thành cô cháu ghẻ rồi các bạn ơi. Đây là một cái clip mà mình đã quay lại khi mà mình đã để con củ cải của mình để đem xuống nhà mợ mình nha các bạn. Phải nói là kiểu cực kỳ buồn luôn á. Bây giờ là mình đang chờ cái người bạn của mình nó lại chở chó. Đây rồi, bạn mình lại rồi. Mình sẽ nhờ bạn mình đưa chó chở con củ cải xuống dưới nhà dì của mình giùm á các bạn. Đó, bây giờ mình chuẩn bị phải kiểu tạm biệt con củ cải này rồi. Kiểu cũng vừa có chút hơi buồn mà cũng vừa có chút liếng tiếc các bạn. Qua chỗ nhà bên dì tao mà nhớ sống khỏe nha mày củ cải ơi. Ok, bây giờ mình đã đưa củ cải về chỗ nhà mới xong rồi. Còn bây giờ thì chắc mình phải đi về rồi các bạn. Omae wa mou shindeiru.